người Hàn Quốc và một người Nhật Bản. Đây là set 3 rồi. Do là hai set đầu Huyền không thể quay được. Vẫn chưa thể ghi điểm. Cài lưới rất sát, cơ hội tấn công nhưng vẫn chưa thể dứt điểm thành công. Cơ hội. Vâng, một pha vạn trường đập cầu rất tốc độ của tay vợt đến từ Thái Lan. Vâng, đập cầu rất cắm nhưng vẫn còn. Với chiều cao của mình thì tay vợt Thái Lan có một pha phòng thủ rất tốt. Hai nhịp nhưng yên tâm, Naraoka có những pha về cầu rất bình tĩnh. Dứt điểm tiếp đây, vẫn không thể làm gì được. Rồi, vâng, đã rất cố gắng bay người thì Kim Sara. Di chuyển rất linh hoạt tay vợt đến từ Nhật Bản. Tuy chiều cao của anh không được tốt như tay vợt Thái Lan. Vâng, một pha đập cầu rất cắm. Thank you.
Rồi không còn rồi. 84. Không còn. Court 4, women singles, match number Taiwan, Thái Lan đấu với Sejong An, Hàn Quốc. Trọng tài chính Hoàng Quỳ An.
đấu kết thúc với tỷ số 2-0. Edward người Indo đã chiến thắng. Lỗ hôm nay nhịp cổ tay quá dị. Kéo cái dành vào chó. Mình xem có vận động viên họ về cầu rất khéo và bình tĩnh. Chém cầu cực kỳ mượt. Đó là một tình huống đập điểm tay ta. Vẻ như là mới bắt đầu trận đấu nên là vẫn chưa căng thẳng lắm. Ồ, rất hay. Indonesia và Hàn Quốc. Tay vợt Nam đến từ Hàn Quốc được xếp hạt giống số 1 tại giải đấu này. Và hiện tại thì anh ta heo chở qua anh. Hai cờ anh này à? Quên là một heo à? Con ra lâu rồi mà. Ra từ đầu rồi. Vâng, vẫn còn Quang Y. Đó là một tình huống bỏ cầu rất chính xác của David Indo. Mới bắt đầu nó hơi nên dần dần nên nhanh quá. Chính xác vấn đề. Xem cầu Nam vẫn hay hơn. Ao, đây là một tình huống cầu ngoài sân. Nguyên nhân tại sao? Người ta đá. Sút. Rất tốt. Xong rồi. Lại hay nhở. Xỉa. Vâng, vẫn chưa hết. Đó là tình huống đập cầu ngoài của David Indonesia. Indo đánh hay Hàn Quốc coi chừng. Ok, điểm số 17-13. Rất tốt, một pha đập cầu không có cơ hội phản phá ở đây và đến từ Hàn Quốc. Nhật Bản chiến thắng thứ mấy? 21 thứ 3 chiến thắng cho Nhật Bản với điểm số rất cách biệt 21-12. Chúng ta hãy trở lại sân đôi nam. Việt Nam trọng tài giao cầu Pháp Aminu Bangladesh. Ẩn góc rất hay, nhưng đó là một pha cầu ngoài sân. Top 3 men single match number 59. Nội dung tương nam trận đấu thứ 59. Koda Naraoka Nhật Bản thi đấu với Panawit Hồng Luông Thái Lan. Trọng tài chính. Anh ở Lai Châu à? Sakai không ạ? Về cầu lôi và số rất là có mỗi thằng Huy thì nó anh không ăn được cái trận này chắc là đấy cho nó đánh được rồi. Đơn hay lắm, quá kinh. Tính điểm trên bảng xếp hạng cầu lông thế giới anh ạ. Đến hôm nay anh mới biết à? Giải đấu này đâu thằng 2000 thằng Quốc Hồng Lạng Sơn 2000 Nguyễn Học Lạng Sơn Quốc Hồng là Việt Trì Quốc Hồng với 2000 chứ mình có cân ăn hai dạng với nhân vàng với cọ kéo rất thắng đôi em và kéo sân rất hay ăn em. Xin chưa màu trắng rất man ấy. Hôm nọ chụp cùng Kim Đắc Giang ở dễ lắm, anh đấy dễ lắm, anh đấy vui tính cực. Kim Sarang. Kim Sarang anh chụp đầu tiên ở sân này luôn. Vừa bước vào sân là mình ra chụp luôn. Thế là tay vợt. Có lẽ tay vợt Hàn Quốc sẽ không thể trụ đến trận đấu thứ 3. Đánh hay vã. Nhớ về các họ như bạn mà đánh như sát hàng ở phút thứ 10 nhá. Nhưng mà được, à em có quay đâu. Có quay rồi, chân có quay rồi. Đầu tiên là anh nhìn Indo từ đó mà đầu tiên ấy là anh mà trận luôn nữa thắng của Indo đấy. Qua. Và tay vợt đến từ Indonesia được đang dẫn trước với được. Rất bình tĩnh luôn. Hôm qua xem nó đánh hay mà hay. Thì cũng khá
anh ấy còn chưa đủ 18 đến 18 không? Nhìn thật hay. Mày số hơn mà 13 người đẹp trai. Cứ bảo màu trắng. Trắng quá. Trắng mình cứ vần chỉ có một lên. Có ví dụ mà. Tách tách ra, nhiều người quá người ta nghe. Tách tách ra. Sao là xe. Đừng không chết con nào. Đây đây. Nó chỉ kêu mỉm, không ai chỉ kêu mỉm đâu. Vẫn qua lưới ạ. Tôi tấn công. Đó là một pha đập cầu ra ngoài sân. Điểm số 21-12. Vâng, trận đấu thứ 3, trận đấu thứ 2 kết thúc chóng vánh. Một chiến thắng. Hàng ra đi rồi, 21-12 anh ơi. Umpire Bhutan Hamut Iraq Savages huyện Công Hương Việt Nam Park 2. Sân số 2 nội dung đôi nữ trận đấu số 27 Nita Peace Judge Saiful Bakri Indonesia Park 4. Sân số 4 nội dung đôi nữ Lim Chiao Sen Tan Pili Kong Lê Malaysia đối với Pai Yuko Kuki. Ok, Hùng đã quay trở lại rồi đây, trận đấu thứ 3, trận đấu giữa Nhật Bản và Indonesia. Và khoảng cách đã được tạo ra ngay từ những điểm số đầu tiên. Một pha đập cầu ra ngoài sân. Chuyển cầu rất sắc. Cơ hội. Vâng, chưa thể tấn công được tình huống vừa rồi. Đập cầu rất mạnh. Chém cầu rất hay. Và một pha ve cầu hơi với của tay vợt Indo giữa Malaysia và Indonesia. Và sau trận đấu đó sẽ là trận đấu của Upa Jujon Siong và Kim Dắt Giang. Ui. Ôi, tấn công. Match number 25. Vâng. Chết. Điểm 11-13. Một pha đập cầu vặn sườn của tay vợt đến. Vâng. Một pha về cầu lỏng rất hay của Naraoka đúng không ạ? Cơ hội tấn công. Vâng, xoa cầu kìa. Rồi, ăn điểm. Thôi xong. Pha đập cầu sở trường. 20-12. Có thể là một chiến thắng rất cách biệt cho tay vợt. Vẫn còn. Chân ngắn nhưng mà với cầu lại rất tốt. Bay người rất lỗ lực. Nhưng đó là một tình huống cầu ngoài sân. Tuy nhiên trọng tài xác định cầu trong sân. Bởi vậy mới kéo đến set thứ 3 này. Rồi. Pha đập cầu sở trường kết thúc trận đấu. Một chiến thắng rất xứng đáng cho Naraoka đến từ Nhật Bản.
Thì dĩ nhiên rồi, quay là full HD. Em xem còn bao nhiêu phần trăm. Ôi đừng cứ nóng vào. Cắt ra. Đấy, góc chéo chéo này mới đẹp này. Điểm 10-14, tay vợt Thái Lan phát cầu. Và một pha bắt lưới rất hay và chính xác của Đức Phát. 15-10 cho đại diện cầu lông Việt Nam, Lê Đức Phát. Man single, match number 20, Kevin Rock Lee. Anh sạc cái máy ấy thì... Chớ biết không có ổ cắm đâu. Xong. Xong. Ôi. Không, cầu chẳng đất rồi. Chẳng đất rồi à? Trời.